Hello, xin chào các bác nhá. Bên em hôm nay lại giới thiệu cho bác một dòng đẩy công suất đẩy 4 kênh. Một hàng cực kỳ là chất lượng và rất là đẹp. Nói chung là một con đẩy 4 kênh siêu lành, sử dụng mạch KNH. Thương hiệu của Makit, mã là K4600. Con này với chiếc cục đẩy như em đang giới thiệu như này thì công suất nó sẽ rơi vào 600W trên một kênh. Dòng này công suất đủ cho các bác nhé. Đấy. Con này em đã tháo sẵn cho các bác rồi. Đây, bây giờ mời các bác lại cùng anh em vào xem nội thất. Đấy, và các bác sẽ xem cái đánh giá cái chất lượng của nó. Con này khá là đẹp. Nói chung là đời sản xuất 2014 ấy, nhưng mà nó đẹp dã man luôn. Hàng tất cả còn nguyên bản, nguyên bụi. Đấy. Đây các bác nhá, nguyên bản nguyên bụi các bác nhìn này, bản kia này. Đây này em chưa vệ sinh nhé. Các bác nhá. Chỉ mới gọi là tháo ra thôi, tháo ra gọi là nó nhìn nó đẹp quá nhưng mà tiện thì quay luôn cho các bác. Đấy, chưa gọi là thèm vệ sinh đấy các bác nhá, nguyên bản nguyên bụi này. Dòng máy này nó rất là lành, nó không phải như những cái dòng mạch khác. Dòng này thật sự các bác là em tháo ra này, em nhìn như này là em không cần phải là vệ sinh, em cắm điện luôn cho các bác luôn đấy. Máy đã đẹp như này thì nói thật các bác là các bác thì yên tâm về cái độ chất của nó. Đây, đi quay vào cái phần mạch của nó đây nhé các bác nhé. Mạch dòng này thì đều là sử dụng là mạch linh kiện cắm hết nhé các bác nhé, mạch linh kiện cắm và chạy xò MOSFET. Đấy, những cái con xò con này này, đấy xò MOSFET đấy. MOSFET bù áp. Và ở bên dưới cái vỉ này, dưới cái vỉ này nhé các bác nhé, thì em sẽ đếm xò các bác này. Mỗi một con ốc này đều là một con xò. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 con xò. Đấy, nhé các bác nhé. Và ở bên dưới, ở bên lớp dưới bên kia nó còn một vỉ nữa. Đấy, có nghĩa là tổng con này chạy 32 xò. Nhé các bác nhé. 32 xò. Con ở dưới này là chạy sò là sò Toshiba nhé các bác nhé, Toshiba. Đấy. 32 con sò Toshiba và chưa tính bù áp. Đấy, bù áp con này thì 2 4 6 8 8 là 16 con sò bù áp. Đây là những con sò bù áp các bác nhé. Đấy, bù áp. Đấy. Dòng này thì thật sự các bác là linh kiện nó thì quá là chất, quá là đẹp rồi. Các bác nhìn này. Đấy, những con tụ này. Tụ vàng đấy, cực chất luôn. Chỉ những dòng máy hãng máy chất nó mới có những con tụ vàng như này. Các bác nhìn những con nọc ấy, hoặc những con âm ni nó hay có những cái dòng tụ như này, là những phải những cái dòng đắt tiền nó mới có những này, hoặc là những cái con cục đẩy hàng chất lượng cao đấy, thì những con này nó hay có đấy. Với cái những chiếc dòng mạch như này, nó là dòng mạch cho nó hấp đời cao bây giờ nhé các nhá. Đấy, đời 2014 nhưng mà những cái dòng mạch như này cực kỳ là lành luôn. Các bác nhìn đều là linh kiện cắm hết, không có một tí dán nào cả, các bác nhá. Không có một tí dán nào cả, đều là cắm. Đấy. Mà nó còn đẹp như thế này. Đấy. Đời sản xuất 2014, con này chạy có 4 tụ thôi. Các bác nhá, 4 tụ. Tụ con này nó là 63V. Đấy, tụ rất là bình thường, các bác nhá. Quay bác tụ này 63V và 12.000 microfarad. Đấy. Tụ nó còn đẹp. Dòng này thì chạy thì nó không ăn tụ nhiều nhé các bác nhá. Đấy, nên là không cần phải tụ nhiều. Đấy, những cái dòng mà những mạch cả nó hát đời trước con này cơ thì là nó mới ăn tụ nhiều. Còn dòng này thì tụ nó ít lắm. Nói chung tụ nó ít, chủ yếu là chạy bằng những con sò MOSFET nên nó khỏe và nguồn. Đấy, nguồn. Đấy, nguồn này rất là to, nguồn 20 cm nhé các bác nhé, nguồn 20 cm. Đây, đi về phần đằng sau nhé các bác nhé. Phần đằng sau đây thì con này các bác sẽ cho 4 đường tín hiệu vào. Con này thì nó sẽ không có đường ninh nhé các bác nhé. Các bác cắm 4 đường tín hiệu vào thì sẽ ra đây 4. Và cái rắc của nó ra thì nó sẽ sử dụng bằng cái rắc này nhé các bác nhé. Đấy, rắc này thì các bác có thể đấu như em như thế này. Đấy, các bác đấu như này. Đấy, các bác cắm vào thôi, phịch vào thôi. Đấy, rất đơn giản. Đấy, cắm này, nó còn nãy của nó, các bác cắm ngược các bác không, cũng không cắm được. Cắm xuôi các bác cắm được điện 220. Cái này thì các bác rút ra thì nó sẽ
nó sẽ ghi này cộng trừ cộng trừ, cộng dương trừ âm thì đây như như em đấu này. Đấy, dương âm đấy, các bạn này dương âm đấy. Đấu này nó sẽ không bị lệch pha, nó sẽ gọi là đúng âm đúng dương thì nó không bị mất tiếng bát, nó không bị mất tiếng chép. Có nghĩa là khi lên ấy, khi các bác vặn cả bốn kênh lên nó không bị sẽ là chép bát sẽ lên đều. Nếu mà bác mà đấu lệch khi các bác vặn bốn kênh lên thì một là mất bát, có nghĩa là cái tiếng bát nó sẽ bé đi, hai là cái tiếng chép nó sẽ nhỏ đi nhé các bác nhé. Đấy là đấu bị sai cực, là rất là nhiều anh em không để ý là đấu sai cực, nó vẫn là tiếng nhưng mà khi mình vặn cả hai kênh hoặc vặn cả bốn kênh ấy, thì nó sẽ đá ngược nhau. Đấy. Những máy này thì rất là lành, máy này thì các bác mà lấy em xin bảo hành cho các bác là 5 tháng cho các bác nhé. Đấy, bình thường là những cái dòng máy khác chỉ bảo hành đến tầm 3 tháng thôi, riêng con này em bảo hành cho các bác 5 tháng luôn vì con này em bán rất là nhiều rồi. Đấy, rất là lành luôn, đến hôm nay mới về tiếp tục về thêm được mấy con nữa, dòng này không có nhiều cho các bác, em bán cũng tầm cách đây hơn 1 năm rồi. Đấy, đợt này mới kiếm lại được một lô được 4-5 con này đấy. Hôm nay thì em tháo ra một con để em quay video em test cho các bác. Cho cái video nhạc của này, con này quạt rất là êm nha các bác nhá. Khi bật lên, khởi động lên thì quạt nó sẽ rú lên một lúc. Đấy, nó sẽ rú lên một lúc, xong rồi nó đóng hết nghe, xong rồi đến lúc đấy nó ngắt nha các bác nhá. Đấy. Đấy. Con này thì nó sẽ có cái nút, có cái nút ấn ở đây nha các bác nhá, nút ấn đây. Nó chế độ nhả ra shifter. Chế độ ấn vào là brai các bác nhé. Đấy, brai là 1 cộng 1 trừ, à 1 cộng 2 cộng các bác nhé. Đây em sẽ test các bác đoạn nhạc, con này đánh tiếng cực kỳ là sắc nét, các bác nghe chi tiết nhé. Đấy, các bác nếu mà có tai phone các bác nghe thì nó sẽ sắc nét hơn, nó sẽ rõ hơn. Đây em đánh trực tiếp từ máy tính rồi. Đấy. Tiếng bát chắc rõ rệt rồi. Chiếc cục đẩy như này các bác có thể đánh hai đôi
full 30 hoặc full 40, full 15, 16 các bác chơi thoải mái. Đấy. Máy thì cực kỳ là chất lượng và lành máy, dòng mạch là H đời cao. Dòng mạch này thì các bác nào mà nhìn này nó cũng gần tựa như là giống mạch Canat TD. Đấy, các bác nhá. Đấy. Nó chỉ thêm hai cái cuộn cản thôi. Nói chung là nếu mà sang mạch Canat TD nó sẽ thêm hai cái cuộn cản nữa. Đấy. Thì nó là mạch Canat TD. Đấy, từ cái dòng đời mạch này xong nó mới lên mạch Canat D, mạch Canat TD. Đấy. Những chiếc cục đẩy mà hàng chất lượng, hàng đẹp. Đấy. Nguyên bản và còn xịn sò như này thì bên em đang bán mức giá 6 triệu đồng các bác nhá. Một mức giá thì thật sự các bác là cũng rất là hợp lý để cho bác được nghiên cứu và tham khảo. Nói chung là giá thì nó có nhiều loại giá và có nhiều người bán. Quan trọng nhất là cái hàng nó còn được bao nhiêu phần trăm và nó chất lượng nó như thế nào các bác nhá. Đấy. Chứ còn có những con đẩy 4 kênh thì nó chỉ có 3 triệu, 4 triệu bên em cũng có, nhưng mà nói chung là chất lượng nó sẽ xấu hơn, nó sẽ không được đẹp như thế này. Đấy. Còn những cái con hàng đẹp, hàng chất như này thì khẳng định cho các bác chơi mỹ mãn luôn, không phải sợ đến cái vấn đề nó bị lỗi, bị hỏng cả. Đấy. Giá thì em báo luôn cho các bác là giá 6 triệu đồng với một con đẩy hàng cực kỳ là chất và máy siêu lành. Các bác nhá. Đấy. Tiếng thì sạch sẽ, bát sâu, chép nhuyễn. Đấy. Thì các bác nào cần về những dòng cục đẩy công suất gọi là gia đình hoặc sự kiện thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em đăng trên bài. Và đây là số điện thoại và địa chỉ bên em, 0985 778 338. Và các bác nào gần thì qua số nhà 247C đường Ngô Quyền, Phượng Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Thôi thì em xin tạm dừng video tại đây. Và các bác nào yêu quý kênh thì cho em xin nút like, nút đăng ký để tiện theo dõi video những mặt hàng mới bên em được luôn cập nhật hàng ngày về cho các bác. Sau đây xin chào và hẹn lại các bác trong các video tiếp theo.